Tiếp tục chuỗi hoạt động xây dựng cầu giao thông nông thôn, ngày 25 tháng 4 năm 2022, Hội Từ thiện Tường Nguyên, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh đã khánh thành cây cầu số 425 và 431, đồng thời khởi công xây dựng cây cầu Tường Nguyên số 433 và trao tặng 300 phần quà, nấu và phát cơm cho bà con khó khăn tại 3 xã thuộc huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Tham dự lễ khánh thành có Đại đức Thích Minh Phú, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên, cùng đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, nhà tài trợ, bà con nhân dân và các thành viên Hội Từ thiện Tường Nguyên. Tại buổi lễ, Đại đức Thích Minh Phú cùng đại diện chính quyền địa phương và nhà tài trợ đã tiến hành cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng cây cầu Tường Nguyên số 425 tại xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Được sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội cũng như Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên trong 20 năm qua đã và đang thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện như sau: xây cầu, xây nhà, khám bệnh phát thuốc, nấu ăn, tặng máy lọc nước, cứu trợ thiên tai lũ lụt. Đặc biệt vào giai đoạn dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ tại Thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền thành phố ban hành nhiều chính sách cách ly xã hội nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan và cách ly điều trị các ca nhiễm. Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên đã thực hiện chương trình bữa cơm yêu thương, quy tụ trên 200 người thiện nguyện, nấu và phát trên 1.800.000 suất ăn, tặng 19 chiếc xe cứu thương và nhiều nhu yếu phẩm, vật tư y tế, thuốc điều trị F0. Ngoài ra, hội còn mở tổng đài bác sĩ F0 tư vấn và hướng dẫn điều trị cho hơn 10.000 bệnh nhân F0 điều trị tại nhà. Tổng kinh phí hoạt động trong năm 2021 của hội là 166 tỷ đồng. Nói tiếp những thành công trong năm 2021, ngày hôm nay, 25 tháng 4 năm 2022, hội có mặt tại xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh để bàn giao hai cây cầu Tường Nguyên 425 ngang 2m8 dài 30m, cầu Tường Nguyên 431 ngang 2m3 dài 23m và tặng 300 phần quà do gia đình của bà Nguyễn Thị Kim Thanh cùng các con bạn tài trợ. Đồng thời khởi công xây dựng cầu Tường Nguyên 433 ngang 28 dài 32m, ghi dấu sự gắn bó và tình cảm đặc biệt của hội với bà con quê hương Trà Vinh. Trong chuỗi 5 cây cầu được hội xây dựng không chỉ là một công trình giúp kết nối đôi bờ, giúp giao thông vận tải được thuận tiện, mà còn là công trình kết nối tình thương, lòng nhân ái, sự sẻ chia giữa người với người. Để có được công trình ý nghĩa như vậy, hội sinh được ghi nhận sự tài trợ của gia đình bà Nguyễn Thị Kim Thanh cùng các con, gia đình ông Đỗ Khắc Yên, bà Trần Thị Kim Hương ở Hiêu Tinh, gia đình ông Nguyễn Thái Sơn cùng sự ủng hộ của chính quyền sở tại, nhất là bà con nhân dân tại địa phương này. Chúng tôi được biết trong thời gian xây cầu, có ngày 70 bà con cùng với đội thi công cầu mà thực hiện xây dựng cây cầu này. Đó là một cái tình cảm mà chúng tôi ghi nhận từ ở bà con địa phương. Có người nói rằng hạnh phúc là một hành trình, không phải đích đến. Nếu thật vậy, mỗi ngày trôi qua đều là những ngày hạnh phúc. Và hạnh phúc nhất là ngày hôm nay, khi hội có mặt tại đây cùng với chính quyền địa phương và bà con nhân dân chứng kiến khoảnh khắc khởi công, xây dựng và khánh thành cầu Tường Nguyên 424, 425, 430, 432 và 433. Tin chắc rằng dù năm tháng có cô vô tình trôi, cũng như nước vô tình ngàn năm trôi mãi, thì công trình cầu Tường Nguyên sẽ vẫn trơ gan cùng tế nguyệt và vẹn nguyên giá trị yêu thương. Bởi ngoài chất liệu gạch xi măng, cốt thép thông thường, cầu còn được sự xây dựng bởi niềm tin, sự yêu thương và đoàn kết của bà con nhân dân. Chính chất liệu đặc biệt này sẽ giữ gìn cầu Tường Nguyên sống mãi cùng năm tháng.
Cuối lời, thay mặt Hội Từ Thiện Chùa Từ Nguyên, kính chúc quý vị lãnh đạo các cấp chính quyền, nhà tài trợ cùng bà con nhân dân vô lượng cát tường an lạc. Hy vọng gia đình bà Nguyễn Thị Kim Thanh cùng các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Hội Từ Thiện Chùa Từ Nguyên, vì cuộc sống đang cần lắm những tấm lòng để làm dài thêm cuộc hành trình nhân ái và nói rộng hơn vòng tay yêu thương. Xin chân thành cảm ơn. Cây cầu được xây dựng bằng bê tông có chiều dài 2,8m, dài 30m. Kinh phí xây dựng cầu là 580 triệu đồng do gia đình Đặng Nguyễn Quỳnh Anh, Nam Anh, Duy Anh, Bảo Anh ở California, Hoa Kỳ tài trợ. Gia đình chúng tôi là rất là vinh dự vì luôn có được sự hỗ trợ thân tình của thầy Thích Minh Phú, và cũng rất là vui được đồng hành cùng với huyện ủy của tỉnh Trà Vinh. Thì gia đình chúng tôi cũng xây cũng đi theo thầy cũng rất là nhiều cây cầu rồi, và hôm nay thì cũng là một cái ngày mà cái dịp tôi được trở về với quê hương Trà Vinh, được đón tiếp bà con ở nơi đây, và xin trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đồng bào tại nơi cư trú cũng đã hỗ trợ nhiệt tình để cho cây cầu có ngày hôm nay được khánh thành. Thì cũng rất mong rằng bà con mình, cây cầu phát triển đến đâu thì kinh tế sẽ đi đến đấy. Thì cũng là một cái cơ hội để cho dân mình được có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và ngày hôm nay tôi cũng xin thay mặt các con để có một đôi lời xin gửi đến là cảm ơn tất cả các đồng chí lãnh đạo đã hỗ trợ nhiệt tình. Xin cảm ơn thầy Minh Phú và cảm ơn tất cả các anh chị em đã thức đêm khuya từ hôm qua, từ 11 giờ đêm đến có mặt tại đây để nấu cơm, để chuẩn bị tất cả các chương trình cho ngày hôm nay được diễn ra một cách tốt đẹp và suôn sẻ. Xin cảm ơn bà con cũng đã từ những nơi vùng xa, vùng sâu đến đây để chung vui với tất cả đoàn của chúng tôi. Thì xin một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn. Ngoài ra, cầu cũng được sự hỗ trợ từ công sức lao động của bà con tại địa phương. Kính thưa tất cả các quý vị, lời đầu tiên tôi đại diện cho người dân hai ấp xin chúc quý vị cơ quan huyện, xã hai ấp Trong Đông Hai và ấp Sắc Ruộng và các vị sư thầy và Hội Từ Thiện Thành phố Hồ Chí Minh và tất cả các người dân trong buổi lễ khánh thành hôm nay với lời chúc tốt đẹp và chân thành nhất. Kính thưa tất cả các quý vị, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc và sự tận tâm chăm lo đời sống nhân dân của các ban ngành huyện, xã và hai ấp đã làm cầu nối và liên hệ với các quý vị ở Hội Từ Thiện Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng được cái cầu mơ ước. Chúng tôi gọi là mơ ước vì đó là mơ ước mơ của người dân hai ấp của chúng tôi bấy lâu nay. Thưa các quý vị, chúng tôi là người dân xin chân thành cảm ơn ban ngành Hội Từ Thiện Thành phố đã nắm được tâm tư nguyện vọng và thấy được những khó khăn của người dân chúng tôi. Những cảnh các em đi học, học sinh đi học khi qua cầu không an toàn, việc vận chuyển hàng hóa của người dân đi lại rất gặp nhiều khó khăn. Khi chúng tôi biết và thấy được những cái cầu mới đang mọc lên và hiện tại đã thành công 100%, những lo toan không còn nữa, chen vào đó là những niềm vui không thể tả được. Xin cảm ơn. Tôi xin đại diện cho người dân hai ấp cam kết rằng sẽ chăm sóc, sử dụng, bảo đảm an toàn cầu để sử dụng được lâu dài. Cuối lời, chúc các quý vị cơ quan, các sư thầy, các vị trong Hội Từ Thiện nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thành công trong mọi cuộc sống. Từ đáy lòng người dân chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn rất nhiều.
Tại đây, hội còn tặng 300 phần quà gồm gạo, mì, tiền mặt và nhu yếu phẩm cho bà con khó khăn tại 3 xã thuộc huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh với kinh phí trên 100 triệu đồng. Trong ngày hôm nay, là ngoài cây cầu khánh thành ở tại địa bàn chỗ ấp xã Hòa Tân mình, thì sau khi kết thúc ở đây thì chỗ đoàn của thầy cũng như Mỹ Nguyễn Mạnh Thường Quân sẽ tiếp tục đi chỗ xã Ninh Thới khánh thành một cây cầu và xuống xã Tân Ngãi khởi công một cây cầu, còn lại hai cây cầu ở xã Châu Điền và một cây cầu của xã Thông Hòa thì thầy cũng có dự kiến, cũng có hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ. Thì đây là trước mắt là 5 cây cầu mà thầy đã hỗ trợ cho huyện Cầu Kè nói chung ở các cái huyện xã là với tổng kinh phí là trên 1,5 tỷ đồng. Thì đây là một lần nữa rất là cảm ơn thầy và các quý mạnh thường quân. Tiếp đến, đoàn đã có mặt tại ấp Đồng Điền, xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, khánh thành và bàn giao cầu tường nguyên số 431. Cầu có chiều ngang 2,3m, dài 23m, do ông bà Đỗ Khắc Yên, Trần Thị Kim Hương ở Houston, Texas, Hoa Kỳ tài trợ, 180 triệu đồng. Dịp này, hội đã tổ chức khởi công cầu tường nguyên số 433 tại ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Cầu có chiều ngang 2,8m, dài 32m, do ông Nguyễn Thái Sơn và bà Vũ Lê Thu ở thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 580 triệu đồng. Tại các điểm khánh thành cầu, hội từ thiện tường nguyên đã nấu và phát hơn 500 phần mì xào, rau củ, cơm chiên, nước ngọt cho bà con cùng các em nhỏ tại 3 xã thuộc huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, kinh phí hơn 20 triệu đồng do các mạnh thường quân cùng các nhà hảo tâm tài trợ. Tổng kinh phí cho chuyến thiện nguyện lần này là 1 tỷ 460 triệu đồng do nhà hảo tâm trong và ngoài nước, thành viên hội từ thiện tường nguyên cùng quý mạnh thường quân đóng góp.